thực hiện chương trình kỳ họp thứ sáu sáng ngày 10 tháng 11 tại nhà Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Sau khi nghe chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết này. Kết quả biểu quyết cho thấy có 466 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 94,33%. Như vậy, với đa số đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Về việc thực hiện chính sách tiền lương, nghị quyết quyết nghị từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 NQTVG ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương đảm bảo từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách Trung ương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi cho người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Đối với các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước của Trung ương đang thực hiện các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng trên một tháng, theo cơ chế đặc thù, đảm bảo không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 12 năm 2023, không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc năm 2024. Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm năm 2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì chỉ thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, bãi bỏ tất cả cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất, không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù, chi hoạt động, tăng cường năng lực, hiện đại hóa, đảm bảo hoạt động chuyên môn của các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước, giao chính phủ tổ chức thực hiện và báo cáo quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện giải pháp tạo nguồn cải cách hành chính tiền lương theo quy định Quốc hội đề nghị hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ để triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách tiền lương theo nghị quyết 27 từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Trước đó vào chiều ngày 9 tháng 11, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Nghị quyết yêu cầu chính phủ ra soát hoàn thiện chính sách tiền lương, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo hướng mở rộng độ bao phủ và phát Kết triển diện tham gia. Như, như vậy, từ giữa năm 2024, cán bộ công chức trên toàn quốc được trả lương theo vị trí việc làm thay cho chính sách tiền lương thấp chưa tạo động lực hiện nay. Bộ đội vụ đã xây dựng 6 nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo chức vụ, chức danh vị trí việc làm. Theo đó, có 861 vị trí việc làm cán bộ, công chức, trong đó nhóm lãnh đạo quản lý có 137, nhóm công chức nghiệp vụ chuyên ngành có 665, Nhóm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung 37, nhóm hỗ trợ phục vụ 22 vị trí, cán bộ công chức cấp xã có 17 vị trí, trong đó 11 vị trí cán bộ chuyên trách, 6 vị trí công chức xã. Đến nay 16 trên 20 bộ ngành ban hành vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành. Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương được ban hành năm 2018, đặt mục tiêu cải cách tiền lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2021 nhưng chưa thể thực hiện vì nguồn lực còn khó khăn do đại dịch COVID-19 và tác động từ tình hình quốc tế. Chính phủ đã cố gắng trích lập quỹ lương, tăng thu giảm chi, đến nay có khoảng 560.000 tỷ đồng tiết kiệm chi cho cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến hết năm 2026. Song song với cải cách tiền lương khu vực nhà nước, chúng ta cũng cải cách tiền lương khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp để tiệm cận với nhau. Thủ tướng cho biết trong thời gian tới, chính phủ sẽ hoàn chỉnh vị trí việc làm, tinh giản biên chế với đảm bảo hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị, tiết kiệm các khoản chi để đảm bảo lương cho người lao động. Chính phủ giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan nghiên cứu xây dựng chính sách tiền lương ngoài khu vực nhà nước cho phù hợp, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương dành để cải cách tiền lương như quy định tại khoản 2 điều 3 nghị quyết số 34 năm 2021 của Quốc hội khóa 15. <laughs>